thưa quý vị và các bạn sơn động là huyện khó khăn san nhất của tỉnh bắc giang để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân mới đây trung tâm y tế huyện đã triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận tiết niệu bằng công nghệ cao giúp bà con vùng đồng bào các dân tộc thiểu số được thụ hưởng các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương mình Kỹ thuật nội soi tán sỏi tiết hiệu bằng laser là một phương pháp ưu tiên ít sân lấn giúp bệnh nhân mau khỏe, rút ngắn thời gian nằm viện. Đây là một trong những kỹ thuật mới chuyên sâu đặc thù và cũng là lần đầu tiên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhân dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Việc làm chủ các kỹ thuật mới của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động ngày càng đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.